Đi ốc Cali cùng Tim Hồ thân chào tất cả các bạn. Thưa các bạn, hôm nay Tim Hồ xin giới thiệu đến các bạn một căn nhà tọa lạc tại thành phố Westminster. Căn nhà này có những tiềm năng như sau. Thưa các bạn, căn nhà có diện tích lớn, diện tích lot của nó là 7.200 square feet và tọa lạc tại khu vực thuộc học khu Huntington Beach. Căn nhà này cách trung tâm thương mại Phước Lộc Thọ chừng 4,1 miles thưa các bạn. Nó cũng gần giáp với lại khu vực Golden West. Căn nhà có cái detached garage, diện tích đất thì 7.200 square feet thì rất là tiềm năng cho việc chúng ta xây dựng ADU, vì căn nhà này có cái phần sân phía sau rất là lớn thưa các bạn. Ngoài ra căn nhà này nó cũng đã được remodel và chúng ta ready to move in thưa các bạn. Với một căn nhà tại khu vực thành phố Westminster này mà đã được sửa lại, remodel lại mà giá rao 915.000 đô, đơn giá của nó khoảng chừng 649 đô một square foot thì theo Tim Hồ thì đơn giá này cũng vừa phải chấp nhận được thưa các bạn. Nào Tim Hồ xin mời các bạn cùng tham quan khu vực xung quanh căn nhà và sau đó chúng ta vào bên trong để xem căn nhà này nó như thế nào và có tiềm năng, có phù hợp với nhu cầu của các bạn hay không các bạn nhé. Xin mời tất cả các bạn. Đây là căn nhà mà Tim Hồ giới thiệu với các bạn ngày hôm nay thưa các bạn và khu vực xung quanh của nó. Khu vực này được thiết kế năm 1950. Chính xác căn nhà này được xây dựng năm 1955 thưa các bạn. Ở thời điểm mà quy hoạch rất là thông thoáng thưa các bạn, mật độ thấp. Các bạn có thể thấy xung quanh toàn là nhà trệt không? Và theo Tim Hồ được biết thì khu vực này toàn phần lớn là người Việt Nam chúng ta sinh sống. Đây là khu vực bên tay trái của căn nhà thưa các bạn. Đó, tại vì đất ở đây rất là lớn thưa các bạn. Căn nhà này thì 7.200, các căn nhà xung quanh Tim Hồ thấy cũng diện tích tương tự thưa các bạn và rất là thông thoáng. Và các hộ gia đình ở đây họ còn xây ra cái hàng rào ra khuôn viên đất nữa các bạn. Căn nhà của chúng ta có một cái điểm đặc biệt là cái driveway cũng lớn, các bạn có thể đậu được khoảng 4 xe đó thưa các bạn. Và cái detached garage đây thưa các bạn. Đây là cái detached garage thưa các bạn. Tim Hồ thấy cũng rất là tiện để chúng ta cải tạo thành một cái master bedroom để cho thuê thưa các bạn. Tuy nhiên detached garage này Tim Hồ không thấy có cửa ha. Thì chúng ta về chúng ta sẽ làm cái cửa sau. Tim Hồ xin mời các bạn đi vào bên trong tham quan căn nhà nào. Đây là khu vực giữa cái garage và căn nhà. Tim Hồ xin mời các bạn đi vào bên trong tham quan căn nhà nào. Vừa bước vào bên trong căn nhà thì bên tay trái của Tim Hồ là phòng khách thưa các bạn. Toàn bộ căn nhà đã được remodel lại. Tim Hồ thấy cửa cũng cửa mới thưa các bạn. Nền sàn thì họ lát engineering floor. Đèn trần là đèn reset light thưa các bạn. Đây phòng khách cũng có cửa sổ đưa ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài vào bên trong căn phòng. Và kế bên phòng khách là khu vực phòng ăn thưa các bạn. Có hai cửa sổ nhìn ra sân sau và bên hông. Cũng rất là sáng sủa. Cửa theo kiểu French door thưa các bạn, rất là sáng và sang trọng. Và bên đây là khu vực nhà bếp thưa các bạn. Nhà bếp toàn bộ được làm lại mới hết thưa các bạn. Khu vực bếp và nhà ăn được lát gạch ceramic tile nha các bạn. Rất là sáng sủa và sạch sẽ. Và kế bên khu vực bếp là một căn phòng này, theo Tim Hồ nghĩ đó là căn phòng đệm thôi các bạn. Đó, thì căn phòng này chúng ta có cửa đi ra sân sau.
địa điểm đặc biệt của căn nhà này là họ đã cải tạo cái patio thành một cái sunroom rồi các bạn. Rất là tiện cho chúng ta để làm phòng giải trí của gia đình. Đây là khu vực chúng ta nhìn ra phòng khách, phòng bếp. Và đây là khu vực phòng đệm mà Tim Hồ vừa giới thiệu với các bạn. Và trước mặt đó là một cái sunroom thưa các bạn. Rồi mời các bạn đi ra tham quan cái sunroom luôn nha các bạn. Đây, đã được là làm lại hết vách, tường, cửa, front door thưa các bạn. Thật là thoáng, sáng và sang trọng. Đây, dưới nền của sunroom họ cũng rất thảm rồi các bạn. Trần cũng làm làng hoàng lại hết. Đó, chúng ta chỉ việc để bàn, ghế, sofa và trở thành phòng sinh hoạt của gia đình thưa các bạn. Cũng từ vị trí cửa chính đi vào căn nhà thì ngay bên tay phải của Tim Hồ là khu vực 3 phòng. Căn nhà này gồm 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh thưa các bạn. Diện tích tổng cộng là 1410 living square feet. 2 full bathroom thưa các bạn. Đây bên tay trái của chúng ta là những cái tủ tường. Và vị trí này là trước mặt Tim Hồ là cái nhà vệ sinh dùng cho hai phòng nhỏ. Đây chúng ta đi tham quan căn phòng vệ sinh của hai phòng nhỏ thưa các bạn. Đây phòng vệ sinh được nền sàn được lát gạch ceramic sáng sủa thưa các bạn. Và tường chỗ khu vực bồn tắm cũng được lát gạch ceramic màu sắc thật nhã nhặn. Và đây là cửa sổ thông ra bên ngoài, thông gió ra bên ngoài thưa các bạn. Rồi tiếp theo Tim Hồ xin mời các bạn đi vào tham quan căn phòng ngủ thứ nhất nha các bạn. Đây căn phòng ngủ này có cái cửa sổ thì thông ra cái phòng sunroom ở phía sau căn nhà. Và đây là cửa của phòng ngủ thứ nhất đây thưa các bạn. Đây cũng có cái closet nè các bạn. Theo Tim Hồ thì cái closet này thì nó làm căn phòng chúng ta trở nên nhỏ hơn. Nếu mà Tim Hồ mua căn nhà này có thể Tim Hồ bỏ cái closet này đi. Và Tim Hồ xin mời các bạn tham quan căn phòng ngủ thứ hai nha các bạn. Đây căn phòng này cũng lớn hơn căn phòng ngủ thứ nhất. Một cạnh của nó theo Tim Hồ khoảng chừng 12 feet thưa các bạn. Đây là căn phòng ngủ thứ hai. Cũng có cái tủ closet. Sàn thì cũng được lát là engineering flooring thưa các bạn. Và đây Tim Hồ xin mời vào các bạn vào tham quan phòng master bedroom nha các bạn. Vừa bước vào thì bên tay trái của Tim Hồ là cái phòng vệ sinh của master bedroom. Và đây là master bedroom thưa các bạn. Ai xa ơi, Tim Hồ thấy master bedroom mà cái để cái tủ như thế này thì nó hơi nhỏ thưa các bạn. Đây là master bedroom. Với Tim Hồ một căn nhà này về khả năng Tim Hồ sẽ bỏ cái tủ này thưa các bạn. Nhưng mà nếu vậy thì phòng của chúng ta lại không có tủ, cũng hơi vô duyên. Rồi bây giờ Tim Hồ xin mời các bạn đi qua ra tham quan phần sân của căn nhà nhé các bạn. Wow. Đây bên tay phải của Tim Hồ là cái sunroom này các bạn, cũng có cửa ra. Và khu vực hồ bơi, họ có làm hàng rào. Chắc là để ngăn trường hợp mà có con nít sợ các cháu rơi xuống hồ bơi các bạn nguy hiểm. Đây là vị trí bên hông bên tay trái của căn nhà. Vị trí cái sunroom và khu vực hồ bơi ở phần sân phía sau thưa các bạn. Theo Tim Hồ thấy thì phần sân phía sau này còn lại diện tích rất là lớn thưa các bạn và rất vuông vắn bằng phẳng nữa. Tường rào được làm gạch block, gạch bê tông kiên cố chắc chắn. Này các bạn. Đó, các bạn thấy diện tích đất phần sân của mình còn lớn ghê gớm chưa? Rất là tiện để chúng ta có thể xây dựng thêm ADU. Và đây là góc sân mà chúng ta nhìn thấy phía trước mặt là cái detached garage đó thưa các bạn.
Đây là hai cửa sổ của phòng ăn. Tiếp theo là cái phòng sunroom và hồ bơi và sân sau thưa các bạn. Diện tích đất của nhà gia đình còn rất là lớn thưa các bạn. Các bạn thân mến, các bạn vừa cùng Team Hồ khám phá một căn nhà được rao bán tại thành phố Westminster thưa các bạn. Giá rao bán là 915.000 đô. Các bạn thấy tiềm năng của nó phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng của mình. Nếu mua hãy nhanh chóng liên lạc với Team Hồ để Team Hồ show nhà và chúng ta nộp offer cho bên bán nhé các bạn. Địa ốc Cali cùng Team Hồ rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ dịch vụ Địa ốc Cali cùng Team Hồ. Rất mong luôn được sự ủng hộ của các bạn. Xin chúc tất cả các bạn và gia đình luôn được dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Team Hồ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần chia sẻ tiếp theo.